Bạn là tinh hoa của vũ trụ, là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Bạn ý thức rất rõ ràng, mục đích thiêng liêng của bạn trong cuộc đời này, đó chính là sử dụng nguồn tình yêu dồi dào bên trong bạn, hỗ trợ tích cực cho cơ thể vật chất, tinh thần và tâm linh của bạn ngày càng tăng trưởng tiến hóa. Bạn không ngừng nỗ lực cung cấp nguồn tình yêu dồi dào bên trong bạn cho thế giới xung quanh bạn, cho tất cả mọi người. Bạn hiểu rằng, khi bạn sống hòa vào dòng chảy vũ trụ, sống thuần theo chân lý phổ quát của vũ trụ, đó chính là tình yêu vĩ đại bao trùm cả vũ trụ này, luôn hiện diện bên trong mỗi sinh vật. Bạn tác động tích cực đến cuộc sống của những người xung quanh bạn bằng truyền cảm hứng tích cực nâng đỡ tinh thần cho họ, giúp họ phát triển khả năng tự nhận thức, nhận ra rằng bên trong mình luôn có tình yêu ánh sáng. Và tất cả mọi người cùng nhau cộng hưởng năng lượng tích cực, tạo thành những hiệu ứng gợn sóng tích cực, làm cho hành tinh trái đất này ngày càng tốt đẹp hơn. Khi bạn phụng sự cho thế giới tự nhiên, cho vũ trụ và cho tất cả mọi sinh vật, sẽ có rất nhiều nguồn năng lượng thiêng liêng trong vũ trụ này trợ lực cho bạn, giúp bạn hoàn thành mục đích thiêng liêng của mình. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.